Hello, xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình có đặt được hai lọ một cao su và một 10 cái phôi làm nháy hơi cao su nhá. Để dùng để thu lưới các bạn. Ví dụ có đây, hai hộp cao su, một cao su non. Đây có loại một là loại đặc để nhúng và hai này thì loãng hơn, vừa nhúng để pha màu. Đây là giấm ăn, giấm trắng nha các bạn nhá. Bây giờ ăn được. Thì mua đây, mình cho vào đây cho dễ nhìn. Đó. Rồi, để mà mình mở rồi các bạn theo dõi nhắn nhá. Nói chung là bây giờ trên thị trường này có rất nhiều các loại mồi, các hãng người sản xuất rất nhiều. Mình cũng đã mua, tốn được biết bao nhiêu tiền để mua mồi. Về chơi thì nói chung là mồi nào cũng ok thôi các bạn, không quan trọng đâu. Quan trọng là cách câu, thời điểm câu và điểm câu có cái không đâu. Còn nói thật là với cái dòng cá săn mồi, các bạn ở đâu biết là mình là người miền Bắc nhá. Mùa đông này mình câu vẫn lên bình thường, đó. Không có sợ đâu, mình làm câu được nhá. Các bạn mình cắn đầu mình con đơn giản trước nhá. Này là chắc ép này lúc đầu là chúng ta nhúng đầu bên số 1 bên đặc hơn trước nhá. Đó đó đó, sao mình giấm cái hai mình giấm đây. Okay, để khô giấm nhé. Đây, cắm lên cho khô giấm. Chứ mình nó thường con phức tạp hơn là con kiểu dạng cái sầu nhá. Đây. Phôi đây, đúng. Đây các bạn nhá, một cái này nhá. Nhá bên phải là loại 1 nhá, bên này là loại 2 nhá. Đây 2. Một đây. Hai đây nhá. Đều cao su các bạn nhé, cho nó đều cao su, không có là chỗ dày chỗ mỏng ấy. Sau đó nhúng giấm. Đó. Rồi. Và lại để đây cho nó khô giấm đi đã. Cứ từ từ làm các bạn nhé, nhiều phôi làm nhanh mà ít phôi thì chúng ta làm chậm. Nhiều phôi thì chúng ta cứ nhúng hết con này xong rồi quay vòng lại, khoảng 10 15 phút sau nó khô giấm đi thì chúng ta lại lấy con từ đầu làm nhé, lại quay lại từ đầu. Đây, phôi thì rất nhiều các thể loại. Nay mình làm gọi là làm để chia sẻ cách làm cho các bạn. Bây giờ mình làm từng con một cẩn thận thôi chứ không đúng hết này. À, toàn con máy trước nhá. Với lượng một cao su nhiều như này thì các bạn làm không hết thì chúng ta phải bắt chặt lại nhá. Tính gió là nó bị co cao su đấy. Chỗ nào mà bán thành hở bị co ấy, hỏng không sử dụng nữa đâu. Con này nó có mấy cái lớp này hay bị trúng dày trúng mỏng này. Nó không đều. Nhúng khoảng tầm mà cứ làm như vậy, cứ nhúng cao su xong rồi gõ xong rồi chuyển qua nhúng giấm nhá, nhúng giấm cho để như này đó, xong để khô giấm thì chúng ta lại nhúng lớp thứ hai và cứ như vậy nhúng cao su nhúng giấm, nhúng cao su nhúng giấm bao giờ cho nó được khoảng tầm 5 lớp các bạn nhá. 5 lớp thì là vừa khéo, nó cũng không mềm quá mà không cứng quá, nói chung là đủ để chúng vướng và cá táp sẽ đóng được nhá. Chứ còn làm các bạn nhiều cao su làm dày hơn được, chúng vướng tốt nhưng mà đóng cá thì nó không chắc, cao su sập không nhanh và lưỡi nó không đọc sâu đấy. Đó, cái này chắc được này. Đó, khô giấm thì nhìn là khô ấy, lớp giấm trong ta là những cao su nhá. Đó, còn các bạn mà lấy cái này để pha màu ấy, thì đây này, cái này pha màu thì mình nhúng là có màu luôn nhá. Không cứ nhúng cái này á, không sau mình pha màu sau. Pha màu tự vẽ mắt cho nó được nhá. Đây là lượt thứ hai các bạn nhé. Bây giờ mình bắt đầu nhúng lượt thứ hai này.
Vì lý do là đêm muộn rồi thì mình cũng không có thể nói to được, nó ảnh hưởng nhiều người khác. Nên là mình nên mình lồng tiếng lại. Về vấn đề làm nhái hơi này thì mình nhận thật là với những anh em mà có điều kiện hoặc là không có thời gian làm ấy thì mình nên mua. Còn mấy anh em mà thích sáng tạo, thích tự làm theo những cái mẫu mà mình thích, thích trang trí màu sắc hay là vẽ chữ hay là làm gì, nói chung là làm theo ý thích của mình ấy, tự khám phá, tự mày mò thì anh em thử đặt hàng mua về thử làm nhái, tự tạo ra những con nhái, những con mồi lua theo ý thích của mình nhé, chơi cho nó gọi là đam mê mà. Đó, và đây là lượt thứ ba này mình bắt đầu nhúng. Khoảng cách nhúng giữa các lượt là khoảng tầm 10-15 phút nhá. Chúng ta nhúng cao su, xong rồi gõ cho cao su nó đều ở cái phôi đi, nó không bị vón cục, có chỗ dày chỗ mỏng hoặc là nó không không được đều thì sau đó nó dễ rách. Mà mồi đi nó không được cân đối các bạn nhé, nó bị lệch ấy, nó lệch mồi đấy, kể cả các bạn cho chì nó vẫn bị lệch ấy. Lúc mà độ chì vào nó là cân chì nhưng mà cái pha cao su bên dày bên mỏng đi xuống nước là nó bị lệch, đi không được đều. Đó, chúng ta cứ nhúng mủ cao su rồi gõ đều, xong rồi chúng ta nhúng giấm, rồi chúng ta lại cắm lên cái miếng xốp này, này cho nó khô. Đúng khoảng 10-15 phút là nó khô. Đó, ta tiếp tục nhúng lần thứ tư này. Đó, nhúng lần thứ tư thì cũng như vậy thôi. Ta cứ tranh thủ làm nhúng xong lại làm việc khác. Lúc sau lại nó khô cái giấm đi, ta lại quay vào chúng ta nhúng tiếp. Cứ như vậy lần lượt. Các bạn mà thích dày hơn thì chúng ta nhúng nhiều lần nhé, khoảng tầm 6-7 lần cũng được. Thì cao su nó dày, nó chắc chắn hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ đóng cá nó bởi vì nó dày mà, nó cao su nó sập xuống nó không được như ý, không được dễ. Thì lưỡi đồng cá nó không sâu, nó hay bị sảy các bạn nhé, hay bị tuột. Mình câu cũng mới tập câu cũng được vài tháng gần năm nay thôi. Nói chung là mua về chơi rất nhiều rồi nhé. Con nào dày thì cũng nhận là chống vướng rất là tốt. Nhưng mà tỷ lệ đồng cá, cá bé không nói nhá, nhưng mà cá to là hay bị sảy. Rất hay bị sảy cá to các bạn ạ. Nên là tỷ lệ cao su nó vừa thôi. Mình thấy là khoảng tầm 5 lớp là đẹp các bạn ạ. 5 lớp xong rồi mình lúc mình ấy màu nữa thì mình cho thêm lớp màu nữa. Gọi là nó màu thì là cao su nó lỏng ấy, nó cao su lỏng hơn cái cao su đặc kia kìa. Thì là nó thành một lớp mỏng gần như là 5 lớp rưỡi thôi. Đấy, còn cái để nhúng cao su đặc để nhúng này thì là chúng ta phải nhúng 5 lớp. Rồi chúng ta pha màu vào cái cao su loãng kia. Cao su số 1 đấy cho 5 lớp, cao su loãng số 2 kia thì ta pha màu. Pha màu rồi chúng ta nhúng, thích màu gì chúng ta pha, nhúng nhúng một nửa để cái bụng trắng là được các bạn nhé. Chúng ta nhúng màu thì chúng ta nhúng nửa trên thôi, để màu trắng để bụng. Mình thấy để màu trắng hợp lý hơn. Các bạn thích nhúng chìm cũng được, nhúng cho nó màu nó trọn hết cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích để màu trắng bụng. Bụng nó màu trắng thì nổi hay chìm thì nhìn nó, nói chung là có một màu nữa thì nhìn nó vẫn dễ nhìn hơn. Đấy, màu trắng mình nhìn thấy nó dễ nhìn. Còn ở trên thì chúng ta thích màu gì chúng ta pha. Đấy, màu này hợp phong thủy màu kia. Đó. Đây, đây là mình nhúng xong lớp thứ 5 rồi. Mình đang vẽ mắt cho nó nhé. Vẽ mắt thì chúng ta lấy một cái que nhọn, mình thì mình vót luôn cả cái đũa kia cả. Đó, mình đũa ăn một lần đó.
Đấy, mình vắt nó nhọn, nó vắt nhỏ, vắt nó nhỏ đi, nhưng mà đầu nó nhọn lại tròn là được. Rồi chúng ta chấm vào màu, đó, chúng ta chấm vào mắt, đấy, sau rồi chúng ta vẽ chữ cũng thế luôn, cũng bằng cái bút như vậy, cũng bằng cái mình làm bằng đũa ăn một lần đấy, mình vắt nhọn đầu đi, vắt nhỏ thì là nét chữ nó nhỏ, vắt to nét chữ nó to. Đó, mình phú phú ông phát sinh ấy, mình vẽ chữ phú và 2022 nhá. Đó, bạn thích vẽ chữ gì thì vẽ, vẽ nào cũng được. Lúc đó của mình mà, mình thích vẽ nào thì vẽ. Đó, đây, mình vẽ được một vài mẫu đây, Tết này, nhẫn này, rồi phú này, thích trang trí thì trang trí này. Đấy, còn không biết kẻ gì thì mình chấm. Đấy, tài. Đó, mình chấm, mình vẽ viên vẹn vẹn cho nó. Đó, còn mấy cái màu kia mình đang giả vân đá mình đang thử. Mấy con ve sầu với xước mà cái body nó phải lộn ra thì mới được ấy, thì là các bạn cái nước đầu tiên ấy thì chúng ta nhúng luôn màu nhá. Còn kia là mình tự vẽ, mình vẽ lại ấy. Có nghĩa là mình lúc mình nhúng thì mình nhúng màu trắng xong mình lộn ra mình vẽ lại thì nhìn nó nhem nhuốc như vậy. Không sao các bạn, chỉ cần action nó bơi thôi, chứ còn chính là những con mà xấu xấu hay được con to nhé, nó rất là buồn cười kiểu đó. Đấy, sau khi các bạn tô rồi vẽ màu rồi trang trí, rồi chúng ta cứ cắm như vậy nhá, để nơi thoáng gió, để khô khoảng tầm để càng lâu, nói chung là để càng lâu thì chúng ta bóc càng dễ. Đấy, chúng ta cứ để khoảng 24 tiếng đi cho nó khô cao su thì chúng ta bóc, để càng lâu hơn nữa cũng được. Nói chung là cái trên 24 tiếng thì tỷ lệ bóc nó rách nó ít hơn, không hay bị rách. Chúng ta bóc sớm hay bị rách mất cái ở cái chỗ bụng con nhái giả ấy. Chúng ta cắt chừa lại khoảng tầm 1 2 khoảng 3 ly đi, 2 3 ly gì đấy. Thì nhìn con nhái mình thì cái thìa nó sẽ cắm xuống. Chúng ta lắp lưỡi vào thì nó cắm xuống. Đó. Rồi chúng ta nhẹ nhàng lúc mà bắt ấy, và nhẹ nhàng vần vần cái chỗ mà chúng ta cắt ấy cho nó thành kiểu là cuộn tròn lại cho nó dễ ra, cho nó dễ, cho nó cứng cáp hơn ấy thì nó dễ bóc hơn, cho nó lộn nó ra. Đó, cứ bóc nó kéo nó ra là được, cứ bóc nhẹ nhàng thôi. Để lâu rồi thì cái cao su nó dai cũng khó rách lắm các bạn. Đó, cứ như thế là bóc thôi. À, chúc các bạn thành công nhé. Trên đây là toàn bộ quá trình mình làm ra con nhái, tự làm ra con nhái hơi các bạn nhé. Rồi các bạn mà đam mê thích tự khám phá thì cứ mua về tự làm thôi. Chúc toàn thể các bạn thành công. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Mời các bạn xin các bạn một nút đăng ký, like, ủng hộ mình có những clip tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn.